Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Phước Sửu đang đứng tại đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, kế cạnh bên dự án GS Metro City, hay là còn gọi là dự án Zyget Nhà Bè. Thì hiện tại đang là tháng 10 năm 2021, thì tiến độ xây dựng của dự án rất là tốt. Thì mặc dù trong tình hình dịch bệnh xảy ra, nhưng mà tiến độ xây dựng của công trình là vẫn luôn luôn đảm bảo. Và hiện tại là có một số căn biệt thự shop house đã lên đến tầng 2. Thì sau đây Phước Sửu sẽ cùng với mọi người sẽ chi tiết hơn, khám phá và bay lay cam để biết cái tình hình tiến độ của dự án GS Metro City và Zyget Nhà Bè đã triển khai đến đâu rồi nhé. Mời mọi người cùng Phước Sửu phân tích rõ hơn về cái tiến độ vào tháng 10 2021 này nhé. Sau đây Phước Sửu cập nhật tiến độ dự án khu đô thị Zyget Nhà Bè 349 hecta của tập đoàn GS Hàn Quốc. Dự án với tên gọi khác là GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn đang được quan tâm trên thị trường bất động sản. Với nhiều loại hình như là căn hộ, shop house, biệt thự và dinh thự ven sông, dự án có quy mô lớn, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, đáp ứng nhu cầu của số đông đại đa số khách hàng yêu thích dòng bất động sản ở Nam Sài Gòn. Sở hữu với quy mô lên đến 350 hecta, được trông đợi sẽ là một khu đô thị lớn nhất của khu Nam Sài Gòn sau khi hoàn thành. Quy mô của dự án thì chính xác là 349,36 hecta với 3 phân khu chính. Thứ nhất, phân khu đầu tiên là phân khu tuyến tính Liner 115 hecta. Phân khu thứ hai là bán đảo trung tâm Center Peninsula với và khu đô thị cửa ngõ Gateway City 58 ha. Khu C là khu đô thị công viên Bắc City 76 hecta. Diện tích khu công cộng là 34,43 hecta. Diện tích đất giao thông là 60 hecta. Diện tích khu cây xanh là 39 hecta. Phước Sửu sẽ chi tiết lại những cái sản phẩm đợt 1 mở bán là Zai River Country One, bao gồm là nhà phố nè, shop house, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và dinh thự ven sông. Khu đô thị GS Metro City Nhà Bè không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà nơi đây còn là được xây dựng thiết kế rất là nhiều hệ thống tiện ích, nhiều công năng hiện đại và tiện nghi. Dự án GS Metro City hội tụ tất cả những công dân ưu tú nè, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, năng động, một bức tranh sinh động về cuộc sống sung túc, bình yên, hòa mình cùng với thiên nhiên. An toàn tuyệt đối sẽ làm là một cái điểm tựa nâng cao các bước để trở thành một những thành viên trong gia đình của GS Metro City tại Nhà Bè. Dự án nằm giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cao tốc Bến Lức Long Thành, với chiều dài dự án kéo dài là khoảng 3,5 km dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ. Trục chính thì nối với thành phố Hồ Chí Minh đi cảng Hiệp Phước. Phía bắc của dự án thì giáp rạch Ông Bốn, gần nhất là nhà hàng Bình Xuyên số 2, khu biệt thự Dragon Park, làng đại học khu B, bệnh viện Nhà Bè. Phía nam của dự án thì giáp với đường Nguyễn Bình, lộ giới của đường Nguyễn Bình là 40m và cầu Bà Chim. Phía tây giáp với dự án khu dân cư kế cận Nhà Bè, trục đường Lê Văn Lương. Phía đông giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, lộ giới 60m. Phía bên kia đường Nguyễn Hữu Thọ là các dự án đã bán hết, ví dụ như là Nay Sao nè, La Villa của Kiến Á, Dragon Park của Phú Long. Phước Sửu sẽ cập nhật tình hình tiến độ mới nhất vào tháng 10 2021. Thì hiện tại thì công nhân đi làm lại thì tương đối rất là nhiều, nhưng mà trong cái tình hình dịch bệnh nhưng mà tiến độ xây dựng vẫn luôn luôn là diễn ra rất là tốt. Mọi người nhìn thấy đó, phân khu Zai River Country One 1.1 đã trồng cây xanh ven đường, tất cả các vỉa hè đã lót đá, một số căn biệt thự và shop house thì đã xây dựng đến tầng 2. Đối với phân khu 1.2 và 1.3 cũng rất là nhiều công nhân đang làm việc và thi công để san lấp mặt bằng. Với phân khu này thì chủ đầu tư sẽ tung ra nhiều sản phẩm như nhà phố, biệt thự và rất là nhiều căn hộ. Mọi người nhìn thấy phần kè sát bờ sông cũng đưa vào hoàn thiện và sắp tới sẽ trồng và lắp đặt rất là nhiều cây xanh và cảnh quan. Công viên thì bờ sông đã đổ nền và dự án sẽ làm rất là nhiều loại hoa, cây xanh và có một cái bến du thuyền nhỏ để cho cư dân sau này có thể di chuyển bằng đường thủy. Lắp đặt rất là nhiều hệ thống chiếu sáng. Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên trụ điện vẫn chưa hạ ngầm và dự kiến quý 2 năm 2022 sẽ hạ ngầm toàn bộ đường lưới điện. Mọi người nhìn thấy đường Phạm Hữu Lầu đang mở rộng 35m và ngay cái đường Phạm Hữu Lầu thì sẽ có cầu Công Vinh cũng đang được làm mới và thi công, nên sau này có thể là di chuyển rất là dễ dàng.
liên kết rất là nhiều tuyến đường của khu Nam Sài Gòn. Khi Phước Sửu đưa qua đi qua cái hình gọi là cái tiến độ của dự án thì quý khách hàng cũng thấy rõ được cái là cái tiện ích hiện tại của dự án thì đang diễn ra rất là tốt. Sau đây Sửu sẽ phân tích về cái lịch thanh toán. Thì đối với dự án của GS Hàn Quốc thanh toán chỉ 50% đến lúc nhận nhà. Nhưng mà hiện tại quý khách hàng chỉ thanh toán 20% thôi. Tuy mới đóng chỉ 20% giá trị của hợp đồng nhưng giá mỗi căn nhà phố biệt thự shop house trên lệch từ 5 đến 10 tỷ một căn. Có căn đối diện bờ sông thì trên lệch đến khoảng 12 tỷ đến 15 tỷ. Với tầm cỡ và uy tín của chủ đầu tư GS Hàn Quốc thì đây có thể là một cái dự án là bất động sản gọi là nổi bật nhất tại khu Nam và sắp tới là cũng còn rất là nhiều cơ hội cho khách hàng đầu tư bởi vì hiện tại cái mức giá của GS vẫn còn thấp hơn rất là nhiều so với mức giá của khu vực lân cận. Phước Sửu sẽ chi tiết một số sản phẩm và cái giá bán trong thời điểm hiện nay. Đối với shop house 7x18 126m2 xây dựng gồm 1 trệt 3 lầu sân thượng, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Bên trong mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ sẽ có một con đường 8m để cho khách hàng có thể là di chuyển qua lại mua sắm, dừng xe lại ha. Mức giá của căn shop hiện tại đang ở mức giá là từ là 20 đến 23 tỷ tùy theo là căn gốc hoặc là căn thường. Tiềm năng tăng giá rất là mạnh, phù hợp kinh doanh đa ngành nghề. Cái thứ nhì là nhà phố với diện tích là 7x17 119m2, gồm 1 trệt 2 lầu sân thượng, đường 12m là nằm mặt trong của đường Nguyễn Hữu Thọ và cái giá hiện tại đang giao dịch là khoảng từ 14 tỷ rưỡi đến 15 tỷ một căn. Rất là phù hợp cho việc vừa ở và vừa kinh doanh. Loại hình thứ ba đó là biệt thự song lập 9,5x17 162m2, xây dựng 1 trệt 2 lầu áp mái, mặt tiền đường nội khu 12m, giá hiện tại là khoảng từ là 13 đến 16 tỷ. Gọi là hiện tại loại hình này đang có mức giá chênh lệch tương đối thấp nhất trong cái phân khúc của dự án. Loại hình thứ tư đó là biệt thự song lập 10x20 200m2, xây dựng là 1 trệt 2 lầu, mặt tiền đường là 12m, giá hiện tại giao dịch từ khoảng là 19,5 đến 21 tỷ. Rất là tiện lợi và vừa cái phân khúc gọi là biệt thự nghỉ dưỡng tại Nhà Bè. Và diện tích biệt thự đơn lập 12,5 x 20 gồm xây dựng 1 trệt 2 lầu, đường trước nhà 12m và giá hiện tại khoảng 22 đến 25 tỷ. Đường phía trước thì rất rộng rãi và gần với lại công viên ven sông. Ngoài ra chủ đầu tư còn có diện tích là biệt thự đơn lập 15 x 20 300m2, xây dựng 1 trệt 2 lầu sân thượng, đường trước nhà 12m. Với biệt thự đơn lập như vậy thì chủ đầu tư còn có thêm một loại là dinh thự 12,5x20 300m2 và có thêm 300m2 sân vườn, là một cái căn dinh thự rất là đẹp, có một cái khoảng trồng cây làm sân vườn rất là tuyệt vời để cho quý khách hàng tha hồ gọi là vừa tận hưởng được cái khu đô thị rất là tiện ích, rất là nổi tiếng và đồng thời có thể là tự do trồng cây, trồng hoa và thiết kế những cái tiểu cảnh trong cái khu vực nhà mình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem qua về cái video cập nhật tiến độ của Phước Sửu tại dự án Zyget Nhà Bè. Thì quý anh chị cần cập nhật thêm nhiều thông tin hoặc là giỏ hàng sản phẩm còn lại của dự án Zyget Nhà Bè thì liên hệ với Phước Sửu nhé. Phước Sửu sẽ cung cấp rất là nhiều thông tin và có nhiều sản phẩm giá tốt để quý anh chị đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.